có nhiều cơ sở y tế tư nhân cho bạn dịch vụ tốt, nhưng chẩn đoán hình ảnh và hỗ trợ điều trị bằng công nghệ cao, không khoảng cách, giúp bạn có thể lưu thông tin, thì trung tâm chẩn đoán hình ảnh Medlatech là top đầu sự lựa chọn. Ngoài chuyên gia giàu kinh nghiệm, thiết bị hiện đại, dịch vụ chuyên nghiệp, thứ khiến hàng triệu khách hàng tin tưởng chúng tôi mỗi năm là sự đột phá trong công nghệ chẩn đoán hình ảnh không khoảng cách. Là một trong những hệ thống y tế tư nhân hàng đầu tại Việt Nam, với bề dày lịch sử gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực xét nghiệm và khám chữa bệnh, những năm gần đây, Medlatech tiếp tục đầu tư, nâng cấp vào chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao nhằm không ngừng mang đến những dịch vụ chất lượng, tiện ích cho khách hàng. Trung tâm chẩn đoán hình ảnh Medlatech trực thuộc hệ thống y tế Medlatech, nơi hội tụ chuyên gia giàu kinh nghiệm, thiết bị hiện đại, dịch vụ chuyên nghiệp. Đặc biệt, nơi đây có sự đột phá trong công nghệ chẩn đoán hình ảnh không khoảng cách, bước tiến mới trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Đội ngũ chuyên gia, bác sĩ về chẩn đoán hình ảnh của Medlatech là những vị phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ giàu kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn trên toàn quốc như Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ cao cấp Nguyễn Quốc Dũng, Phó giáo sư, tiến sĩ Thái Khắc Châu, Phó giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Đình Tuấn, Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Công Hoan, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Sang, thạc sĩ bác sĩ nội trú Đào Danh Vĩnh, thạc sĩ bác sĩ Đỗ Đức Linh. Với hệ thống trang thiết bị được nhập khẩu từ Mỹ, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Hàn Quốc là các trang bị hệ thống máy móc hiện đại, chất lượng cao, giúp hỗ trợ công tác khám chữa bệnh được nhanh chóng, chính xác nhất. Tất cả các kết quả về hình ảnh tại đây được kết nối trên hệ thống PACS, hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh hàng đầu tại Việt Nam. Hệ thống cho phép lưu trữ hàng tỷ hình ảnh từ hàng triệu ca bệnh, từ đó bác sĩ dễ dàng tiếp cận, hội chẩn và đưa ra chẩn đoán. Hệ thống chẩn đoán hình ảnh Medlatech đã đáp ứng được hầu hết các nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, từ X-quang số hóa, từ các máy siêu âm 2D, 3D, 4D cho đến dòng công nghệ cao trong cắt lớp vi tính 128 dãy cộng từ 1.5 Tesla. Toàn bộ các phương tiện này cho phép chẩn đoán từ đầu đến chân các bệnh lý của hệ cơ quan. Không những thế, sự phối hợp giữa các phương pháp còn được ứng dụng trong điều trị can thiệp. Vấn đề thứ hai trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh của Medlatech đó là hệ thống chẩn đoán hình ảnh trực tuyến, hay còn gọi là telemedicine từ xa. Với sự ứng dụng công nghệ hạ tầng công nghệ thông tin mức độ cao, phối hợp với các bộ tiêu chí chuẩn của Bộ Y tế đưa ra, thì hệ thống này cho phép không những nâng cao giá trị chẩn đoán trong hệ thống Medlatech mà còn giúp cho các đơn vị chẩn đoán hình ảnh có thể hội chẩn, có thể trực tuyến, có thể đào tạo, cũng như là giúp cho người dân có thể tìm đến một cái địa chỉ để hội chẩn, tư vấn khám chữa bệnh từ xa. Mỗi ngày, Medlatech kết nối trực tuyến phục vụ tối đa hơn 5.000 lượt chỉ định trên toàn quốc, đồng thời thực hiện kết nối hội chẩn từ xa với nhiều bệnh viện từ trong và ngoài nước. Những ưu việt của công nghệ 4.0 được áp dụng trong chẩn đoán hình ảnh đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực và có tiềm năng phát triển hơn nữa trong tương lai. Song song bên cạnh đó, các kỹ thuật mới liên tục được cập nhật để mang đến giải pháp điều trị hiệu quả cho khách hàng. Chúng tôi nhận thấy các cơ sở chẩn đoán hình ảnh có 4 cái nhóm vấn đề. Vấn đề thứ nhất đấy là thiếu hụt về mặt nhân sự, trong đó bao gồm nhân sự về hoạt động thường xuyên và nhân sự chuyên gia có trình độ chuyên môn sâu. Thứ hai là thiếu hụt về mặt nền tảng công nghệ, đặc biệt là những công nghệ về lưu trữ, mặt kết nối các cái thiết bị, những cái phương tiện với nhau và đưa ra những cái trải nghiệm về khách hàng về sử dụng cái kết quả chẩn đoán hình ảnh. Nhóm thứ ba đấy là những thiếu hụt về mặt vấn đề chuyên môn, sẽ bao gồm về các cái quy trình kỹ thuật để trong thực hiện và cái vấn đề về đào tạo liên tục cho các bác sĩ, cho kỹ thuật viên trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh và các bác sĩ lâm sàng hiểu biết và sử dụng được các cái chỉ định, các cái dịch vụ chẩn đoán hình ảnh. Và cái nhóm thiếu hụt thứ tư đấy là thiếu hụt về thương hiệu, trong đó sẽ có bao gồm thiếu hụt về chuyên gia chẩn đoán hình ảnh và thiếu hụt về cái quy trình quản lý chất lượng chẩn đoán hình ảnh, ví dụ như chụp chiếu, đọc kết quả hay là kiểm duyệt kết quả như thế nào. Thì đấy là 4 cái nhóm thiếu hụt phổ biến mà các đơn vị gặp phải. Thì tại trung tâm chẩn đoán hình ảnh của Medlatech là chúng tôi cam kết là cung cấp các cái giải pháp để khắc phục đầy đủ đồng bộ các cái sự thiếu hụt này và tuân thủ đảm bảo được theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh.
Trung tâm chẩn đoán hình ảnh Medlatech có hơn 300 hệ thống máy chẩn đoán hình ảnh trải dài từ Bắc vào Nam, phục vụ trên 1 triệu khách hàng mỗi năm. Ngoài bệnh nhân đến trực tiếp tại bệnh viện, phòng khám, chúng tôi nhận được sự tin tưởng của hơn 50 đối tác là các đơn vị y tế, hơn 150 y bác sĩ cộng tác trên cả nước. Medlatech là một đơn vị xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh đã đem đến cho rất nhiều cái tiện dụng cho người bệnh, đem một nền kỹ thuật và khoa học hiện đại và rất tốt đến để phục vụ cho người bệnh ở những cái vùng xa xôi. Tôi hợp tác cùng với hệ thống Medlatech khoảng 4-5 năm nay, và lý do mà tôi chọn đồng hành với Medlatech là các cái sản phẩm mà Medlatech cung cấp để phục vụ cho công tác chẩn đoán và điều trị thì rất là đa dạng, luôn kịp thời và chính xác. Buổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội là chúng tôi sẽ hợp tác lâu dài với Medlatech. Bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của sự đột phá và hội nhập, Trung tâm chẩn đoán hình ảnh Medlatech đã và đang tiếp tục ứng dụng 4.0 trong chẩn đoán và điều trị, phát huy thế mạnh của công nghệ cao để rút ngắn khoảng cách với người bệnh, giúp tiến trình thăm khám, điều trị nhanh chóng, chính xác, mang lại hiệu quả cao. An tâm thăm khám, điều trị đúng hướng cùng Trung tâm chẩn đoán hình ảnh Medlatech.